bà con vào xem chương trình Vua Đàm cho Lang Thang Sài Gòn, xin một like nha quý vị. Quý vị nào chưa đăng ký kênh Vua Đàm đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh. Thưa quý vị, tối nay tôi cũng tranh thủ chia sẻ hơi muộn xíu liên quan câu chuyện của là mẹ con của Long Tứ và Chim Sâu. Chắc là quý vị cũng đã biết rồi, mấy ngày vừa qua là một số cái kênh YouTube cũng đã quay cái cảnh của là Chim Sâu, quay cái cảnh của là Út Gà, quay cái cảnh của là ông chồng. Cái điều mà cộng đồng mạng cảm thấy là bức xúc, có nghĩa là cái thời điểm mà Chim Sâu vẫn còn có tiền, vẫn còn có những cái vật dụng đó, thì bà Út Gà bả lại là thật sự bả mơn trớn, bả nịnh bợ Chim Sâu, bả đưa Chim Sâu về xem như là một cái báu vật. Và đến bây giờ bả gọi là bả lợi dụng con người ta, bả khai thác gọi là cạn kiệt, chơi kiểu là ăn chanh vứt vỏ. Bả không còn cái như là cái gì đã lợi dụng được Chim Sâu, thì bây giờ quý vị thế lật mạch như bánh tráng đã đuổi Chim Sâu ra được. Một trong những cái lý do đó mà cái như là bả lên bả chia sẻ là Chim Sâu không có nghe lời, Chim Sâu kể như là ngủ muộn, rồi Chim Sâu không quét nhà. Rồi hôm nay ổng cũng lên chia sẻ là cũng cái nội dung cũng tương tự, báo rằng là Chim Sâu đòi đánh bả, rồi Chim Sâu thế này thế nọ thế kia. Xin thưa quý vị, chúng ta biết rằng ông bà và thằng Long là những người bình thường, đúng không? Những người đâu có bị tâm thần. Nhưng mà Chim Sâu nó là người có giấy chứng nhận tâm thần. Mình đã chấp nhận cưu mang con người ta ngay từ đầu, thì bây giờ mình trước sau mình sống bây giờ vậy. Ủa tại sao mà trước mình chấp nhận được mà bây giờ mình không chấp nhận được là sao? Để. Ngày xưa thì trong một cái căn nhà mà tồi tàn, một trong cái căn nhà cũ, thì mình chấp nhận Chim Sâu nó là con dâu. Lúc căn nhà này chưa cất lên cũng chấp nhận Chim Sâu là con dâu, cũng hứa hẹn đủ tất cả các kiểu con đà điểu, bảo rằng làm nhà xong cũng cho hai đứa ở, vợ chồng mình cũng bước ra ngoài kia để mà ở. Nhưng cuối cùng sao quý vị, nhà xây lên đồ đạc cũng đủ, mà cái tôi tham thì xin thưa quý vị không biết bao nhiêu cho đủ. Lợi dụng hình ảnh Chim Sâu để kiếm ăn, lợi dụng hình ảnh Chim Sâu để kiếm cơm, rồi đến bây giờ lại lừa Chim Sâu để lấy những cái gì Chim Sâu đang có, rồi bây giờ cũng tống cổ Chim Sâu ra đường. Lần thứ hai Chim Sâu ra đi với hai bàn tay trắng. Lần thứ hai đó quý vị, là Chim Sâu ra đi là chẳng có cái gì mang vào thân, mà cứ đi chấp vạch một cái con bị bệnh tâm thần. Tôi nói đáng lý mình là một trong những con người là cái cũng là đạo cha đạo mẹ đó. Dù mình không chấp nhận Chim Sâu làm con dâu, nhưng cái túi của mình là làm cha làm mẹ Chim Sâu được. Mình không dạy nó được đó, thì nói thằng con mình nó dạy. Mình đừng có can thiệp vô câu chuyện của nó, vì biết nó là bị bệnh tâm thần, mà mình cứ thích can thiệp, thích dài tay vô làm chi. Cái thân của mình, cái đạo đức của mình, cái liêm sĩ, cái nhân cách của mình đã được ok chưa mà cứ đi nhắc nhở một con bị bệnh tâm thần. Tôi thật sự cái vấn đề chỗ bà Út Gà đây với là ông chồng với cả thằng Long Tứ, thật sự nhân cách nó rẻ như bèo, nhân cách xem như không có cái giá trị, mà tự cho mình là một trong những người nho giáo, nhân cách, một trong những người sống đàng hoàng tử tế. Chỉ có những người như vậy mới đi chỉ trích Chim Sâu thôi. Chứ còn tôi nói thật sự Chim Sâu mừ thì mấy loại này nó cũng là 7-8 rồi, dạng như nhau hết trơn, thả chung trong một lòng thì thật sự quý vị không biết đứa nào là Chim Sâu, đứa nào là bà Út Gà. Cho nên đừng có những cái gọi là sống mà nó quá tàn nhẫn, sống mà một cuộc sống không có tình người. Biết rằng nó bị bệnh thì mình đừng có can thiệp sâu. Mình nói thằng con của mình đó, để mà tránh đi cái sự va chạm.
Mà đằng này xin thưa quý vị, một con bị bệnh tâm thần gặp một con già gọi là nó ngứa mỏ ngứa mồm, một con già cành nanh thầy lây tới gió nữa, thì sinh ra quý vị cãi nhau là cái chuyện bình thường. Mà thâu thì cãi nhau căn nhà đó là của chém sâu, thì đáng lấy mình là một trong những người ở nhờ, ở kế, ở trực đó, thì mình phải chấp nhận như vậy. Đằng này mà xin thưa quý vị, nhà đó của chém sâu, nhà ông, nhà cha gì mình chẳng có một miếng đất cùi thôi, cho nó chẳng có một cái gì hết trơn hết rồi. Đó rồi dành, đó rồi trấn áp con người ta, thích cho ở không thích đuổi đi. Ủa sống gì mà sao mà nó lại có những cái lối sống tàn độc. Ngày xưa đã có cái ý đồ như vậy thì đừng có nhận những cái gì của chim sâu, thì cộng đồng mạng không lên tiếng đâu quý vị. Ngày xưa mà thật sự không chấp nhận chim sâu làm con dâu, rồi không chấp nhận chim sâu ở chung với con mình ở bất kỳ một nơi nào đó, thì cộng đồng mạng người ta không có phản ảnh như bây giờ. Do những cái của chim sâu đã ăn rồi, cái gì của chim sâu đã lấy bỏ vô mồm rồi, nó đã nuốt, gọi là nó đã tiêu hóa rồi, thôi bây giờ mới đuổi người ta đi. Ủa sống gì mà thật sự cái lương tri một con người ở đâu vậy Út gà? Hả? Út lợn là thật sự là tôi đã nói Út lợn là cũng là kham cả cổ rồi quý vị mới chịu nhả chim sâu. Rồi bây giờ tới Út gà, toàn là quý vị thấy không? Một mình chim sâu mà nó nuôi không biết bao nhiêu gia đình. Lên đó rồi nó người ta thương yêu nó. Bắt đầu là gửi về bao nhiêu tiền thì cái thứ âm binh ba dớ là đâu nó ăn cái chim sâu có ăn được bao nhiêu. Cho nên Út lợn đó nó có nói một câu thôi mà, cái nghề của nó là một trong những cái nghề mà đỡ đi tìm những người như chim sâu, những người mà như bé hiền, những người như chị đẹp để nó quay để giúp đỡ một con người. Đấy là một trong những cái câu trả lời đáp án đã có. Những con người này xin thưa quý vị mà nó có thè quẹt thẹt quẹt trong đồng tiền của người ta thì người ta cũng không có cơ sở để người ta lên người ta tố giác. Được không? Ai tin? Bây giờ chim sâu, giả sử chim sâu mà những ngày vừa qua nó cũng đã lên tố giác Út lợn thì có ai tin chim sâu không? Mà nó cho đó là cái nghề là thua rồi. Tôi nói tất cả những cái mà cho đó là cái nghề thua rồi. Cho nên cái câu chuyện của chim sâu đây là một trong những cái tôi nghĩ rằng cũng rất nhiều người cũng phải suy ngẫm. Chỉ cần lợi dụng vô những người mà họ có cái bệnh về cái bộ não, có bệnh về đầu óc, xin thưa quý vị là một trong những cái miếng mồi ngon cho những cái thành phần bất lương đó để mà nó kiếm ăn một cách là bất chấp. Trong cái vấn đề này thì chỗ là bà Út gà là một trong những người mà tán tận lương tâm, một trong những người mà xin thưa quý vị nó quá khủng khiếp. Giành giật nhà của chim sâu bây giờ là giành lấy tất cả những cái chim sâu đang có. Mà cứ miệng cứ bô bô lên không gian mạng cứ cho rằng bà không có gì bà lợi dụng chim sâu. Lên không gian mạng bà cho rằng bà là một trong những người bị hại, bà là một trong những người là do chim sâu không thay đổi chứ không phải do bạn. Tôi nói thật sự thay đổi thì thay đổi cả hai. Chứ còn chim sâu có thay đổi cỡ nào mà gặp cái con mẹ mà cành nanh thế này, xin thưa quý vị là thua. Quý vị có thấy mấy con trâu nghé không? Mỗi khi mà mấy con trâu nghé mà nó khát sữa lên thì chỗ nào nó cũng dục, chỗ nào nó cũng tới nó bú hết trơn. Mặc dù cái con trâu đực nó không phải là mẹ của nó, nhưng mà thật sự nó vào nó cũng dục vô nó bú hả. Cô này cũng vậy, Út gà này cũng y xì vậy đó. Bây giờ bà đi kiếm chuyện, bà đi quấy người ta mà bảo sao mà nó thật sự. Bà đi kiếm chuyện để bà tìm cách bà đuổi người ta ra, trong khi đó tài sản người ta, đồ đạc người ta bà lấy hết trơn rồi. Bà sống mà nó cạn tàu ráo máng thế này thì thật sự cộng đồng mạng mà không lên tiếng thì thật sự nó thấy cũng kỳ kỳ. Được không? Bà sống không có tình người, bà sống thật sự đó, nó sống còn tệ hơn một cái, giống như là một cái phường cây cỏ. Quá tệ, sống quá tệ. Đã không chấp nhận làm con dâu thì ngay từ đầu mình phải rào cản ngay, cấm ngay, đừng để cho chim sâu nó hy vọng.
Khi chim sâu nó không hy vọng thì nó biết cái đường mà lo cho bản thân nó. Nó không có cả tin mà nó giao cả một cái gọi là cái tài sản. Những cái đồ đấy với tôi đã nhìn nhận là đó là những cái tài sản mà thật lớn so với chim sâu. Mấy chục triệu đó quý vị, so với chim sâu đó là những cái tài sản lớn. Đó. Mà sao là mình lại là một trong những người mà gieo vào cho chim sâu một cái niềm tin. Rồi cũng chính mình là một trong những người mà đỡ đi ăn cướp cái niềm tin đó của chim sâu và cướp luôn cả những cái chim sâu đang có. Thì tình người còn hay không? Đạo đức lương tri của mình ở đâu vậy Út Gà? Thế. Đây là một trong những cái gọi là cuộc mà tổ chức cướp giật một cách trắng trợn. Nếu như bà không đặt niềm tin cho chim sâu thì không bao giờ bà lấy được của chim sâu bất kỳ cái gì. Tôi dám khẳng định. Ngay từ đầu chim sâu từ Đồng Tháp về, bà đặt cái gọi là bà cho chim sâu một cái cơ hội, cho chim sâu một cái niềm hy vọng. Đó. Bà còn đi nấu cơm, bà còn cho chim sâu nữa cơ mà. Bà còn đi nấu cơm, bà còn bảo chim sâu là nó đi bán mấy số gì một ngày rồi nó ăn. Ngày nó ăn có bữa chứ mấy. Ban ngày thì bán có số gì ăn bữa tối thôi. Nó thể hiện một cái tình của là một người mẹ chồng. Mà thật sự cái loại này đó. À, cái kiểu mà vì cái miếng ăn thôi mà nó sẵn sàng. Nó gọi là nó đội lên một cái lớp con người chứ không phải là con người. Cái loại nó là loại giả nhân. Không phải là con người. Nó mới bất chấp như vậy. Nếu mà một con người, xin thưa quý vị, ngay từ đầu đó mình phải có những cái ranh giới rõ ràng. Tôi không chấp nhận cô là con dâu. Thì những cái đồ gì của cô tôi không có lấy, cô đem đi chỗ khác giùm tôi. Đó. Bây giờ cô chưa có chỗ ở, cho cô ở đây. Nhưng trong một khoảng thời gian đó cô đi chỗ khác giùm tôi. Đồ đạc này cô đừng có để đây. Mà tôi mang tay mang tiếng. Ủa cái lời đó rồi ngày xưa bà ngậm cái cục gì trong miệng mà bà không nói ra nên lời đó bà Út Gà. Đến bây giờ bà cướp giật hết con ta gọi tránh tay. Nó ra đi còn nó thật sự. Còn cái gọi là cái sách, cái vé số với là cái làm mỗi cái bộ áo quần. Yeah. Rồi đạo đức bà một con người đó là bà có bao giờ bà gác tay lên trán bà ăn năn hay không? Bà là hiện bây giờ còn đang có một thằng con trai là thằng Lâm đó. Cho nên nhìn thằng Lâm là tôi biết đạo đức bà sống như thế nào. Một người mẹ mà như bà thân xin thưa là cái con của bà nó không có thể nào nó ngấp đầu lên được. Bà sống mà cực kỳ gọi là cái là thủ đoạn đó. Sống mà nó khủng khiếp quá. Mà ai đâu đi thủ đoạn với một con bị bệnh tâm thần mới ác chứ. Thà đường đường chính chính giữa mình với bà đó. À, ngang cơ với nhau về cái độ tỉnh táo đó, thì bà chơi sao mình chơi lại. Còn đằng này bà đi làm mưu làm cớ để thủ đoạn với một con bị bệnh tâm thần để mà cướp giật tất cả các tài sản của nó có được. Thì thấy cái sự nhẫn tâm bà này nó khủng khiếp quá vậy. Thấy cái sự mà lưu manh của cái bà này nó ghê gớm. Thế còn nếu như mà thật sự bà mà đi lừa những người mà cái đầu óc nó tỉnh táo đó, như Út Gà hoặc là nó thật sự đó, như cái thằng mà bánh bao thì tôi không có nói. Có nghĩa là những con người này ngang tài ngang sức với nhau thì ai dạy thì nó chết. Còn đằng này những con người như bà Út Gà đấy, bà tỉnh táo, cái đầu của bà xin thưa quý vị nó cũng đã có sẵn rồi, mà đi lừa một con bị bệnh tâm thần để mà cái là giật hết cái tài sản của nó có được rồi đuổi nó ra khỏi nhà, thì cái sự nhẫn tâm của bà này tôi thấy ghê quá, thấy khủng khiếp quá. Khó mà chấp nhận sự thật này. Lần thứ hai đâu quý vị. Bà nghĩ rằng lần thứ nhất rồi cộng đồng mạng cứ là để lơ lơ rồi cất trâu, để lâu quá buồn. Đó. Rồi bà kêu như là bà chờ thời gian cộng đồng mạng nguôi ngoai bắt đầu đã quay sang kèo thứ hai. Bà quất vố đây là xem như là chim sâu chấm chân luôn. Chim sâu là không còn một cái cơ hội nào mà để thật sự quý vị. Mà bây giờ chim sâu có lên không gian mạng thì ai đâu mà cho. Tôi nói thật sự, bây giờ chim sâu mà lên không gian mạng cũng chẳng ai cho. Ngày xưa người ta còn thấy, còn thương, còn cho. Chứ bây giờ nếu mà có cho chim sâu thì chim sâu cũng không có hưởng. Mà cái thứ âm binh ba giới nó hưởng hết trơn. Cho nên chim sâu hiện bây giờ có lên không gian mạng cũng chẳng có ai cho.
Con người gì sống mà thật sự quý vị như bà Út Gà này, xin thưa, cũng phải đặt một dấu hỏi. Ủa cái tình người bà đâu? Tình người bà còn không quý vị? Trời ơi, mình cũng là một trong những người đàn bà. Ngày xưa mình nó thật sự cũng là nhờ chồng để mà mình nuôi tấm thân mà nó mở đầy của mình mới bây giờ. Thì mình phải so sánh giữa mình với chim sâu chứ. Thì thằng Long Tứ hiện bây giờ chim sâu cũng xem nó là người chồng, nhưng mà Long Tứ là đang sống phụ thuộc vào chim sâu. Bất hạnh thêm bất hạnh. Mình là cái thân phận đàn bà, đáng lấy mình phải thương, đúng không? Thằng con bất tài vô dụng của mình, một cái thằng mà nó lưu manh mà có thừa như con của mình đó, nó ăn của chim sâu, nó bòn rút của chim sâu rất nhiều cái vấn đề. Mình là người mẹ mình sẽ hiểu rõ nhé. Mà mình sống không có cái sự đồng cảm, không có một cái tình, không có một tình người thôi, với một con bị bệnh tâm thần là thấy cái bà này gọi là bất trị. Dạng bà